Hello mấy má, chào mừng mọi người đã đến với Liêu Thư Social. Đây là một series podcast mà ở đó Liêu Thư là con nè má sẽ gặp gỡ với những khách mời có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để nói về những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Trong tập này chúng ta sẽ gặp crush quốc dân Ren Evans. Và Ren sẽ chia sẻ về những điều mà ít ai biết đến. Công việc nó không ra đi. Thực sự luôn, có show thì có, không có thì thôi. Có điều thì có, không có thì thôi. Và câu chuyện bỏ học để theo đuổi đam mê. Cứ trốn học mà không làm gì nhiều ấy. Thì mình nghĩ suy nghĩ như kiểu đang đi học luôn. Như kiểu là, ôi, bây giờ là 10 giờ, lúc này đang có tiết toán mà mình lại đang ngồi đây. Mấy má nhớ like và subscribe cái YouTube channel này của ta nha. Đứa nào mà coi chùa ta tìm tới tận nhà đó. Ok, hello mọi người. Hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt, đó là Ren Evans, một nghệ sĩ trẻ tài năng của làng âm nhạc hả má? Làng âm nhạc hay làng nghệ thuật gì á? The industry. Làng trai, làng... làng gì đó. Anyways, làng âm nhạc Việt Nam. Thì nói chung là Thư với Ren thì cũng gặp nhau cũng mấy lần rồi. Và Thư cũng mới vừa, chúng ta vừa collab với nhau trong một cái MV music mới của Ren. Đó là MV gì Ren? MV Cơn Đau mọi người. Cơn đau. Trời đau lắm má ơi. Hôm lấy đau thiệt nha má. Cái hôm mà quay ngoài trời á. Là cái hôm mà gọi là, biết không, nóng. Xong rồi kiểu I was on my period. For real? Yeah, I was like, trời trời má. And everything was like, ngoài trời ấy, lần đầu tiên mà mình cũng đi quay xa. Nhưng mà kiểu bữa đó mình quay xong là mình cảm thấy rất là empowered. I just feel happy that mọi người cùng nhau Build that together. And everybody suffered together. Mình respect Ren với lại team. Oh. Bữa hôm đó là Ren work rất là hard đó mọi người. So what happened that day? You know exactly what happened. Okay, so what happened was, you know, they gắn một cái máy the camera was like was installed on my chest. Ờ, cái máy bự á. Yeah. Mà cái cục đó cũng bự nữa. Yeah, I feel like Iron Man the whole time. And I was just kiểu đi lanh quanh về cái đấy và Ren khá là chủ quan bởi vì là lúc này nó làm Ren khá là khó thở. Thì cuối cùng xong quay rất nhiều shot xong, cố gắng mãi đến shot cuối thì lúc ấy gần chụp rồi thì ông ấy mới bảo cắt. Cắt cái thì tháo hết ra thì lúc ấy mình nhổ lừa đà lừa đờ vì thiếu oxy. Oh my god. Thở được. Thấy Ren kiểu không phải là physically thôi nha, kiểu cả cái tinh thần nó cũng gọi là bị hơi breakdown luôn á. Là hôm đó có stress lắm không? You know I was stressed like especially at that shot because thứ nhất là nó rất là nhiều tiền đi. Big budget thiệt á. Tới là impress thì mình bị gọi là tâm lý về vấn đề đó hả? Xong rồi mình kiểu nhỡ đâu bị ngất ra đây thì mọi người cả ai quay cho mình nữa. Cái lúc mà Ren được đưa vào trong ấy để nghỉ, lúc ấy Ren ngất đi một tiếng. My hand was like frozen. Oh my god, were you crying? Có đúng không? Tao nghe nó khóc nhưng mà tao hiểu luôn, là tại vì cái trước cái ngày Thư quay cái này nè, tối hôm đó là Thư không có ngủ được miếng nào luôn, là tại vì mình bị gọi là anxious. I was anxious. Project này không có lớn lắm nhưng mà là bản thân mình produce và bản thân mình tự mời những khách mời tới. Tại vì mọi người tin tưởng Thư, mọi người mới đến, cho nên là nhiều khi bị cái tâm lý á, mình bị là chết rồi, lỡ mà mình có sai sót gì hay là mình bản thân mình cái trách nhiệm của mình rất là lớn. So cái ngày lên set là mình bị stress này nọ. Nhưng mà rất là hiểu luôn á. No, but you know what, being here is I'm really grateful. Kiểu tao hiểu là what do you want to do with this? That's what I support, you know. Oh, we support qua lại luôn ấy. Ý là làm giỏi vậy. Chúng ta sẽ dig in một xíu nha. Là cơn đau là cơn đau gì? Thì nói chung là cái mục đích ban đầu với cái bài này nó là just me writing in my bedroom because I got back to Hanoi at that time. Nói chung là phong cảnh nó rất là perfect to write about something that's sad. And so I just wrote, you know, my sad moments, and then it got onto the song. It was written all over the lyrics,
So it turned into một cái bài hát tên là Cần Đau, and we would just film it with the boys very easily. Gọi là rất là kiểu simple ấy. Totally kiểu nhà làm, xong rồi tự quay, anh em vác nhau lên tàu điện ngầm ở Hà Nội. Kiểu chứ nó không phải là nó không phải là gì cái này. Lớn như cái lúc mà quay cái MV đó trước á, là lúc đó Ren đã vào Mono X chưa hay là Ren chỉ là một nghệ sĩ độc lập thôi? Oh, I was already in Mono X. Ủa? Yeah. Oh, là and I just did that because like, I need to do something of my own. Because they won't fully understand. So as soon as I did that very draft MV, đưa cho họ xem thì họ mới kiểu là oh wow. Okay, we need to do this big. Trong cái lời bài hát á, có một cái câu là ta muốn bước qua cơn đau này. So rõ ràng là cái lúc mà mình ngồi mình viết cái bài đó là mình đau, mình buồn, right? So muốn bước qua, vậy là đã bước qua chưa? Hay là vẫn đang? Vẫn đang. Or không, ý là không, ý là damn, I don't know how to explain. Basically what I'm saying, trying to say in the song was the song is a reminder for people who are listening and who are feeling, you know, a certain type of way about một cái nỗi đau nào đó. Thì nó chỉ là một cái câu gọi là vậy là biết cho mọi người. Còn cái cơn đau của mình thì không biết. Không biết gì chứ, không biết gì hết. Không biết của bạn thôi. Anyway. Ý là có nhưng mà ý là ở trong cái khung cảnh đấy mình rất là buồn. You ever been to a place that reminds you a lot about, you know, bad memories? Sad memories? Like just by looking at. Có. Yeah. So mình tìm lại mấy cái chỗ đó mình ngồi để mình viết nhạc. Exactly. Is that how you do? Đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Còn nhưng mà ok. Thì question nha. Tại vì mấy cái bài á thì là buồn đau right? Nhưng mà cái beat rất là vui. How? Like what happened? You know that song Last Christmas? Yeah. Oh, it is sad. Yeah, it's just a really sad song. Like by the lyrics, you just kind of like, wow, like he's letting go about somebody on Christmas Day, right? Oh, but it's Christmas. It's Christmas. Nhưng mà vẫn vui. Okay, I mean chắc là cái kiểu mà mình làm mấy cái contrast kiểu như là đây là buồn nhưng mà cái beat nó vui, cái lời nó vui thì I guess nó sẽ cheer mọi người. Cheer people up, I guess. I hope that's the effect. Nhưng mà đây có phải là cái MV mà kiểu như là kiểu đánh dấu cái cột mốc là okay, so tại vì cái bài Thích Em Hơi Nhiều nè, bài Gặp May và bài cơn đau này á, cái lyrics thì buồn nhưng mà cái beat thì nó rất là vui. That's how I describe your music. Đó là mình vui, đó là mình nhún nhảy này nọ. Thì trong tương lai mình sẽ tiếp tục phát triển theo cái màu này hay là mình lại đổi? I think there's a lot more. Yeah, I get what you. Đã có hai sản phẩm cơn đau và Gặp May, nó là kiểu na ná như kiểu. Thì kiểu là một bài nhạc. Cái beat, cái nền beat nó rất là vui nhưng mà cái lyrics rất là buồn. Thì it's a style that I'm trying to push because I feel like ở Việt Nam nó không có nhiều ấy. So I feel like doing that would cho khán giả ở đây dần dần làm quen với cái mới, cái kiểu nhạc của Ren. Còn về sau này thì Ren có rất là nhiều kiểu track mà nó buồn hẳn. Nhưng mà kiểu như cũng lên music video này nọ là thấy kiểu anh vậy kiểu anh chơi á. Anh chơi đồ á. Are you? No. Nó tùy từng track, you know. Cái năm nay Ren chưa có cơ hội để gọi là để nó nhiều để ra mắt nhiều sản phẩm mà nó có đủ cá tính của Ren ấy. Ở trong cái sản phẩm âm nhạc của Ren thì Ren cố gắng là để mình dồn rất là nhiều cái cá tính của mình vào trong từng sản phẩm. Không biết dạo này cái gọi là cái cuộc sống của Ren như thế nào ta? Dạo này thì khá là mệt mỏi. Sao vậy? Đấy thì Ren vừa trải qua một cái gọi là một cái I did a run of like just performance. Oh shit, yeah. Thì Ren đi diễn 3 ngày liên tiếp, 3 đêm liên tiếp, có khi 4. Ba đêm thì có nghĩa là thư phải hiểu là cái hôm ví dụ Monday là mình đi diễn thì buổi chiều mình phải đi tổng duyệt cho cái đêm hôm đấy, nhưng mà mình cũng phải đi tổng duyệt cho cái đêm hôm sau, cho Tuesday. Ok, diễn xong Tuesday mình đi diễn thì mình phải tổng duyệt cho Wednesday, xong rồi mình tổng duyệt cho cái hôm đấy diễn luôn. Nói chung là cái run này nó khá là mệt. Thì dạo này I just, you know,
I just did a lot of show. I perform a lot. I met a lot of people. Mm-hmm. A lot of energy, a lot of adrenaline. Mm. Rất là nhiều đấy. Thì nhiều khi mình không keep mình, up nổi. Mình đang học cách tiết chế cái năng lượng của mình. Mm. Vì là đi diễn nhiều xong rồi gặp rất nhiều cá thể, rất nhiều there have been really good fans and really weird fans and you know, gặp nhiều all kind of people. Hôm nay thì thấy là khi mà this is lần đầu mà mình thật sự nói chuyện. Mấy lần trước gặp là chỉ kiểu nhiều người, đấy. Right? Thì thấy kiểu như Ren rất là kiểu hyper, kiểu kiểu sao ta? Kiểu gọi lực. Là nó cũng tăng động một xíu. Đúng nó cũng nó khác với bây giờ nha. Bây giờ rất là kiểu nó hơi trầm trầm, cha Hà Nội. Không lội được đâu. À không vội được đâu. Không vội, không lội được đâu. Không vội. Thì đó nó đang trầm, nó đang trầm thì kiểu okay, this is different. Mà mấy lần trước gặp thì kiểu yeah bro like So đó là cũng là hai cái cá tính mà mình đã thấy của Ren. Thì are you an extrovert or an introvert? I would like to say I mean that you know that more is it ambivert? Was it is ambivert? That... Kiểu như là ở một nửa nữa. Thư nghĩ là ai trong chúng ta cũng cũng có một cái phần gọi là mix giữa hai cái đó. Cho nên là nhiều khi là mình cũng phải tiết chế năng lượng. Tại vì thật sự luôn á là Thư là một người, bản thân mình là một cái người mình rất là đập vào mắt là extrovert. Nhưng mà cũng có những cái lúc mà mình sẽ bị burnout bởi cái việc socializing. I hate small talks. Rất là mệt khi phải kiểu nói chuyện những cái how are you? Oh, yeah. It doesn't mean anything to me. Kiểu như là nó làm riết, nó làm kiểu repetitive. Like you say kiểu như là đi gặp người này người kia, yeah. Nhưng mà nhiều khi là mình làm như vậy hoài á, kiểu mình cũng không biết là like it's like burn out your energy, you know? It does. Vẫn phải vui vẻ với mọi người, vẫn đúng phải rồi. Như vậy. Mình phải vui vẻ với mọi người. Nên Ren thì luôn luôn có cái phương châm là mình tốt. If you be kind to people, then you know you receive the same thing. Yeah. And so if I wake up one day and I'm like I'm not feeling that great, just like. Nhiều khi cũng không muốn woke socialize. Up on the wrong side of the bed and I'm like do I have to really carry that energy to people I meet today? Thì sometimes I really do have to go out. Có những cái ngày mà mình cảm thấy bị dở hơi, mình dậy xong mình cảm thấy bị dở hơi luôn. Mình quạo hả? Mình quạo á, mình bị trong người, trong đầu cảm thấy bị dị. Xong rồi đi đánh răng các kiểu, mình cứ suy nghĩ là phải hôm nay mình phải gặp người này người kia và mình phải show ra những năng lượng như thế nào. Nhiều khi Ren bị mệt. Yes, of course you have to be, you know, stay true to your emotions, stay true to how you feeling, like, you know, if you're not feeling fine then không phải cố. Nhiều khi mình cũng phải cố. Nhưng mà nhiều khi vẫn phải cố ấy. It's your job. Yes. So nhìn Ren á là rõ ràng là thấy cái sự tự tin. Sự tự tin trong âm nhạc nè, tự tin là chắc chắn về bản thân, là biết mình muốn gì này nọ. Thì không biết là có khi nào Ren cảm thấy mình có một cái sự tự ti gì đó mà mình không có show được cho mọi người thấy, nhưng mà cái sự tự ti đó nó vẫn, you know. Yeah, tự ti thì em có đúng không? Một cái mà nó gần đây. Nó gần đây nhất mà Ren cảm thấy rõ rệt luôn đó là mình tự ti về cái thời gian của mình. Cái ý là một cái mình tự ti về những cái thói quen khá là xấu. Oh, the bad habits. Yeah, the bad habits, because I have problem with like being on time. Problem I do. Being... I do be on time. You try to. Nhưng mà nhiều khi mình kiểu we live I'm too much ở trong cái thế giới của mình và mình gọi là mình loay hoay mãi, mình không đến được đúng giờ ấy. Mặc dù mình đã cố gắng dậy sớm này. Hoặc là mình cố gắng làm này kia, nhưng mà cứ bằng một cách nào đó mình không đến được đúng giờ. Đấy là một cái sự tự ti của Ren. Hiểu. Từ hồi về Việt Nam là tôi thấy có nhiều người bị như vậy luôn ấy. Là mình take time very chill, like chill. Chill, very slowly. Mình cứ nghĩ là thôi trời ơi trễ 15-20 phút, it's fine. You know? Từ khi mà thật sự bắt đầu làm việc và bắt đầu bị nói hoài á, thư bị nói hoài cho nên là kiểu cũng bị quê. So I have to change that. Yeah. Mình cũng bị. Mình tự ý thức hay sao? Mình tự ý thức nhưng mà nhiều khi vẫn like I go hard on myself if I'm not being on time.
I be so hard on myself because là thấy mình có cảm giác tội lỗi với người ta. Ừ, mình cảm giác mình tội lỗi với cái thời gian của người ta ấy. Mình cảm thấy tội lỗi với những người mà mình làm việc xung quanh. Mình kiểu là mình nhiều khi ngày xưa mình không có ý thức được là cái trách nhiệm mình đến đúng giờ nó là cái trách nhiệm rất là lớn. Nó là một cái bắt buộc thì nhiều khi mình lại không nghĩ là nó lại có những cái sức, nó những có cái hậu quả nó xấu đến như vậy đến với những người làm việc xung quanh. Khi mà mình đã nhận ra thì mình sẽ có cái sự thay đổi, mình sẽ có thử kiểu như nhiều người người ta không nhận ra cái vấn đề luôn. Cho nên là nếu mà đã nhận ra rồi thì I guess trong tương lai thì chắc chắn là mình sẽ cố để mà mình thay đổi cái đó. Sau khi mà Thư là cái người là bây giờ là mình là on time á. Sau khi mà mình on time rồi thì mình mới thấy là những cái người mà không on time là mình kiểu wow, that used to be me and now I don't like that. Hiểu không? Random nhiều khi mình nhìn những người mà không on time thì mình cũng không gọi là I understand what you doing. Because I've been there. I've been there as well. Không phải là ghét đâu, không có một cái chút gì gọi là hard feelings towards them because I've been towards there. Yourself, bitch. And I still like not on time sometimes, yeah. Right? Cho nên là cái việc on time hay không like so là một cái vấn đề mà mình phải đi. It is an insecurity because I do have that. Nhưng mà cái sự tự ti đó nó có thể sửa được. Yeah. Hiểu không? Well, at least for now, this is the insecurities are now that you're having right now. Yeah. It will change later on. Lúc mà lần đầu tiên gặp Ren á là kiểu Thư kiểu như là gặp ở nhà Tumi. I was like cái thằng này nó nghệ sĩ vãi, kiểu cái ngày đầu tiên tao react cái music video trước cái gặp May á. Cái xong kiểu mình đâu có nghĩ là sẽ gặp Ren ở nhà Tumi đâu, cái xong trời má này vô, má này đánh đàn, má này hát mùm lum la tại nhà Tumi. Má này đánh đàn, má này hát, xong kiểu oh my god, he's so like talented. Má kiểu thấy kỳ vọng luôn á. Kiểu như Ren làm gì thì cũng sẽ support. That's how it's gonna be. Yeah. Tại vì quá giỏi. Thank you. Ồ, vô giỏi quá. Giỏi. I don't know why. Wait, giỏi. Đúng là... Giỏi. Ồ, oh, mọi người ơi. Ren đem guitar tới đây để... Hành lang thịnh suy. Khi đôi môi em còn đỏ. That's a meme, guys. I don't know if it's tune, but it's yeah, a meme. Kiểu không thì mình có app tune cũng được á. Okay. Here you go. Có app tune không? Help, is it on your phone? I think it's tune. Muốn tune không? It's tune. Tune? Yeah. Wow, he knows. Perfect pitch. Ta muốn bước qua cơn đau này. Xung quanh mà thấy em xa vời, đau nhói phát hiện về sau này. Yes sir. Chết rồi. Một sai lầm có ai ngờ em không thuộc về nơi đây. Here we go. Tìm ai giờ, lúc 2 giờ anh mang cơn đau này đi trường dâu. There we go. Anh thiếu em trong tay tại nắm em không hay để giờ mình tụt mãi mãi. Hay quá. Em thấp sau anh đi tìm bốn phương không ra tại anh kẹt trong quá khứ. Baby anh vẫn đau khi thấy em đi cùng ai. Yeah, đâu có gì sai. Baby anh cất đi bao nhiêu gì riêng lần sau. Đau thì thoát là đau. Rap nè. Yo, anh làm nỗi buồn của anh viral. Để em nhìn thấy anh không phải mơ. Chưa là rapper. Không thể đi lùi như là Michael. Anh sẽ nên cơ ngơi cho người ta hưởng thụ. Tại sao phải hứng giọt mưa nặng chiêu rồi trong đầu anh tầm mây đen cầm cử. Mơ bồn trên con em kêu anh là anh. Phải là cơ ngơi đời mới. Ê, tầm mây đen. Tại sao cuộc đời cho mình tiếp tục chạy. Không vì một người mà tâm mất chục ngày. Không vì một người mà tâm mất à. Anh ở lên con ngựa anh phi. Chưa chi tới nơi ta hay ngồi. Vì người anh nó quen đừng cố. À, hóa ra anh nhớ em mất rồi. Hay quá mọi người ơi, hay quá. I feel like I can be a singer now. Thank you for the lesson. Hay quá. For sure. I'm so proud of you. I'm so proud of you, yeah, for so this. I'm so proud of you. Hay vậy. Không ngại. Anyways. Yeah. Hay quá. Trời, tao thích quá mẹ ơi. Tất cả những cái bài hát mà Ren làm là Ren kiểu viết và sáng tác và hòa âm phối khí luôn đúng không? Wow. People used to tell me like I
because I used to produce, not used to, but I still produce, and people used to tell me that ở Việt Nam có rất là ít nghệ sĩ tự this is like self PR mà rất là ít nghệ sĩ tự produce nhạc. Mm-hmm. So they used to call me one man army. Okay, hiểu. A lot of people think that I go to school, which is fine, and I'm really really proud of myself. People come to me and they're like, oh, anh đi học trường nào? Trường nhạc nào? And I tell trường them nhạc nào? Like, I've never been to one. Okay, so là ở nhà tự học mấy cái kiểu lên trên mạng ấy, mày mò. Cái này cái kia xong rồi tự gọi là explore yeah. cái thế giới âm nhạc riêng của mình hả? Đúng rồi. Là từ lúc nào là Ren bắt đầu kiểu như là tìm hiểu và làm nhạc? Từ lớp từ đầu lớp 10. Đầu lớp 10. Oh my god, là mấy tuổi ta? 16 hả? 15 gì đấy. Oh, là 15 16. 15 là bắt đầu là kiểu lên trên mạng tìm tòi, bên YouTube cái gì nó cũng có ấy. Ừ đúng rồi đó. Like you can make a living out of YouTube literally. Sao mà mình biết được là this is what I want for my future? This is a really good question. Kiểu Ren về Hà Nội thì Ren có một cặp một người bạn cấp 3. Rất kiểu she's in France. And she flew back Việt Nam để đi thăm, để gọi là đi thăm đám cưới gia đình. Thì you know, she hit me up and then I told her, oh, I'm performing on the 27th. Do you want to come and check it out? Thì bạn ấy đến xem. And then she was really proud and everything. And at the end she was really emotional. Xong rồi hôm sau gặp nhau thì nó hỏi tao đúng cô đấy và là tại sao cái lúc đấy mày lại biết mà tao đang học cùng lớp mày mà lúc đấy tao không biết gì cả. Sao lúc đấy mày lại biết là đấy là cái mà mày muốn. Ừ. Tại vì thứ thấy cái sự chắc chắn ở đó lắm. Ừ. Tại vì obviously là không phải ai cũng có một cái con đường riêng cho mình từ cái lúc mà còn nhỏ như vậy. Ừ. Nhưng mà mọi người vẫn là gọi là mọi người cố floating around trying to find what they like. Có thể là tới thời điểm hiện tại thì Thư cũng là như vậy á. Thư làm cái này, Thư làm cái kia để Thư kiểu như là explore coi là mình thật sự mình giỏi cái gì hay là mình thật sự mình enjoy làm cái gì. Thì kiểu như khi mình nhìn vào Ren là kiểu Ren chắc chắn là ok, bây giờ đây là cái con đường mình đi. Like how? Để kiểu gọi là để nói thật với mọi người, and this is the same answer I give her was like at that time, lớp 10, I was not the kid that was like smart. I'm dumb. I was not like doing. I was not doing the best at school. You know, when you look around and you have kids who just effortlessly get an A. That's you from yeah. You're effortlessly doing this. No, but yeah, exactly. So I was like, what do I effortlessly do? When I was a kid, like what do I just gravitate towards? Có nghĩa là Ren gọi là nhìn lại coi là mình làm cái gì mà mình không có cần cố gắng. Yeah, mà kiểu mấy cái bọn cái thời đấy là mấy bọn cùng trang lứa là ví dụ có những bọn học rất là giỏi môn văn này, môn toán môn kia, mình thì học cày mẹ cả đêm ra, xong rồi đến hôm sau vẫn thế. Vẫn vẫn. Xong rồi có những bọn mà nó không cần học mà nó bảo hôm nay tao không học cơ. Mà hôm nay tôi đến vẫn được điểm này. Thì mình đúng rồi, kiểu I was thinking so much about it because I was like life is unfair, you know. At that point I was like what do I do that like I can give them a big F and like oh I didn't study for me in school. Đó yeah. là tao nha má. Tao đi học tao không học nhưng mà tao tới điểm vẫn tốt. That's me. Cho nên là you yeah F yeah tao anyway. Effort F. Anyway, tiếp sao? Kể tiếp đi. And so that was me with music, like, and then you would see that me in music class would be the kid who was like at the piano, singing everything, playing the flute. gọi là Thư có tìm hiểu là Ren có bỏ học. Có nghĩa là bỏ học từ hồi cấp 3 hả? Bỏ. Ý là skip lớp rất là nhiều. Không hẳn là bỏ, vẫn có cái bằng cấp 3. Same. Same. I made it. Vẫn có cái bằng nhưng mà mình không đi học nhiều và gần cuối lớp 12 thì Ren nhiều là rất là cô độc và gọi là phải okay, đi học rất là nhiều. Let's dig into that nha. Là hồi lớp 12 là bắt đầu nghỉ học rất là nhiều. Cái khoảng thời gian đó là Ren kiểu ở nhà thôi hả? Ở nhà. I'm gonna tell you some really crazy truth. Okay. Okay. Nha, một ngày của Ren nó diễn ra như thế này. Buổi sáng thì có xe buýt đến đón ở dưới nhà, ở ngay cạnh nhà. Thì I have to get out the bed
by 6 and then ở dưới nhà by 7. And so since I trốn học thì tao vẫn phải dậy. Lên xe bus. Không, vẫn là dậy sớm. Nhưng mà đúng 6 giờ vẫn dậy và 7 giờ vẫn xuống dưới nhà để cho bố mẹ biết là đi ra khỏi nhà. Mà không lên cái xe buýt đấy, mình đi ra chỗ khác. Rồi. Hiểu không? Đi, cái đi. Quá trình nó vẫn phải... Ờ, nó vẫn phải là diễn á. Ok. Nó vẫn phải con đi học đây. Con đi học đây. Ê, tao cũng vậy á. Mỗi sáng tao đều thức dậy nha. Tao đi học là hồi đó Thư bên Mỹ là Thư chạy xe á. Thư kiểu như là thường á là 7 giờ Thư đi học. Ừ. Mẹ Thư là 9 giờ đi làm. Đúng rồi. Có nghĩa là Thư sẽ lấy xe Thư chạy đi. Ra kiểu như cũng một cái neighborhood kế bên thôi. Ừ. Kiểu mình track cái phone được á là coi là mẹ đang, you know, mom's leaving. Đang vừa đi cái xong tao chạy lại về nhà. Tao chạy lại về nhà tao chơi rồi sau đó hả tao đi kiểu wait, no, you have the nerves to come back home. Yeah, cause you wouldn't be there. Nhưng mà Thư là kiểu năm lớp 11 là Thư đã bị như vậy rồi. Mm. Là kiểu gọi là sao ta, trước đó thì mình là một cái đứa cũng kiểu như Thư chỉ nghĩ là cái con đường đi học là cái con đường duy nhất. Yeah. Như nó đi học xong rồi lên đại học xong rồi have a job. Ừ. Nghĩ đó một cái con đường ai cũng phải như vậy. Ừ. Cái xong tự nhiên đến lớp 11 thì mình cảm giác như là sắp phải suy nghĩ về tương lai rồi. Ừ. Rồi do what and do what. Ừ. Giờ làm gì thì cũng bị gọi là cái khoảng thời gian trốn học. Thư thì Thư chỉ ngồi Thư chạy vòng vòng thôi. What about you? I had a reason to join up. Oh. Mà thật ra thì thỉnh thoảng cũng có một cái gọi là những cái cúp học mà kiểu nó bị kiểu mình cứ thích là mình cúp ấy. Ừ. Mà thường thì có cái purpose là làm nhạc. Làm nhạc. Ở trốn học. You actually have the nerves to come back home. I never came back home. Một khi ra khỏi cửa là chạy gọi là đi luôn ấy. Oh, đi. Rồi một khi đã ra khỏi nhà là đi luôn. Là gọi là thế giới này của mình luôn ấy. Là like I wander around the neighborhood. I'll sit down at the coffee and I'll just làm nhạc. Đi một vòng thì thường có một đợt là ra net. Đi cặp net. Nhưng mà đi một mình. Nó rất là tủi thân. Thì mình đi đấy mình nhận ra có những cái có rất nhiều thanh niên xung quanh mình cũng một là cũng đang đi cặp net hoặc là hai là họ đang làm cái việc gì đó trên máy tính. Thì mình nhận ra là mình đi cặp net thì nó phục vụ cho việc gì. Oh. So I start downloading like music software. Oh. Ở net. Oh, là bắt đầu từ cái việc đi net đó mình mới bắt đầu là mình suy nghĩ về cái việc làm nhạc hay sao? No. Chỉ là đợt đấy thì có một cái đợt là không có máy tính thì ra net thì không biết làm gì, chẳng lẽ chơi game. Oh. Thì mình lại thằng trốn học đi chơi game. Oh. Thế là mình kiểu oh shit. Mặc dù mình trốn học nhưng mà mình vẫn productive. Yeah exactly, that's how I think of it. Okay. Ủa, ê mà khoan nha. Tao nhớ là cái hôm bữa mày có nói với tao là mày trốn học mày lên nóc nhà. Ừ, lên cả nóc nhà nữa. When thì was that? Thì one of those days, because trốn học thì nhiều buổi thì có buổi đi làm này, buổi đi làm kia. Ừ. Thì có một đợt là lên trên nóc nhà xong rồi cặp tai nghe rất là suy. Ờ, suy. Rất là thịnh suy. Ừ, rất là suy nghĩ về cuộc đời mình. Trời ngắm các bạn mình đang học phía đông, mình đang nhìn phía tây, uh-huh. nghe nhạc. Mà mình có kiểu những cái ngày mà kiểu mình trốn học, mình đi một mình á, mình kiểu like in your own world, right? Mình đi một mình như vậy á thì mình có kiểu mình tự hỏi bản thân là mình muốn gì, mình đang làm gì không? Yeah, hiểu actually không? It's one of those days. Thì cứ trốn học mà không làm gì nhiều ấy. Ừ. Thì mình nghĩ suy nghĩ như kiểu đang đi học luôn. Ừ. Như kiểu là ôi bây giờ là 10 giờ, lúc này đang có tiết toán mà mình lại đang ngồi đây. Mình nhìn về tòa nhà phía kia. Ừ. Xong kiểu bị suy nghĩ nhiều, suy nghĩ là thế mình phải làm gì đây? It tests you and your passion. Đúng rồi, it tests là kiểu coi là mình có... Ủa, mình có thật sự đang làm đúng không vậy? Yeah. Tại vì ngồi đây làm gì, rồi làm gì má? Đúng rồi. Rồi làm gì má? Kiểu... Rồi làm gì má, đúng rồi đấy. Cái xong mà thì chắc là kiểu cũng self-doubt, xong rồi... Sao mà bác lại được là okay, I believe in this road, like this is the path. There was one day I went lên trên tóc cũng cái nóc cũng nhà. Nóc nhà đó. Thì mình cũng đang hỏi những câu hỏi tương tự. Thì mình nhìn vào like at some point I was like oh okay I should go to school now. Oh. Like it was like oh this is the afternoon and did the start.
Okay. In like 30 minutes. I think okay. I should go to school. Oh. And I look at my backpacks and there was like nothing in it. Nothing in there. That's all. Yeah, and I was like, fuck, I'm not going back to school. Mm. Thế là cứ ngồi tiếp ở đấy. Nhưng mà có những cái lúc mà kiểu thực sự mình muốn, mình kiểu, oh wow, sắp tiết đầu giờ chiều sắp bắt đầu rồi, mình nên đi học. Xong cuối cùng không đi học. Lúc nào đấy, cũng vậy hết á. Ngồi ở đấy luôn. Mặc dù sớm có thể you can make it to the class, chứ không phải là bị trễ hay gì hết, chỉ là không muốn đi thôi. Đúng rồi, chỉ kiểu, wow, should I go or not? Nhưng mà... look at your backpack and there's nothing. Ừ. Trốn học như vậy, rồi ba mẹ có biết không? No. Tới bây giờ cũng chưa biết luôn. Lúc đầu ba mẹ không biết. Ừ. Xong về sau thì biết. Về sau thì đương nhiên là biết, bởi vì trường đúng không? Trường gọi. I just remember one day là my parents were really mad. They start throwing away my gear, my music gear. Oh. And so I would come là home and then there was nothing. Cái... máy tính gone. Drive, một cái, I had like a hard drive gone. Dục all luôn. My music. Nói chung là loa gone, đồ nghề gone. Oh. They would just hide it away. Thì Ren lúc đó là Ren cảm thấy như thế nào? Lúc mà ba mẹ mang hết angry. Đồ đi rồi. I was an angry teen. Like a... có trốn nhà không? Có bỏ nhà ra đi không? No. To add more, to make it more dramatic. Nah. Because like I still need to come back and you know eat and sleep and all that. Nhưng mà ba mẹ có biết là lúc đó là mình đang làm nhạc không? Hay là ba mẹ chỉ tưởng là mình bị distracted bởi mấy cái này thôi? I think yeah. I mean I think they do know, but they don't take it that seriously. Là cũng understandable là không cứ nghĩ là mình làm mình kiểu trò chơi. Chơi. Đúng, không nghĩ là mình thực sự là mình quyết tâm với nó và mình gọi là mình thực sự serious với nó. Thì lúc đó ba mẹ mình bởi vì mình cũng chẳng có cái gì để chứng minh cả. Đúng rồi, mình cũng chưa có gì để mình chứng minh. Chẳng có gì chứng minh cả. Ba mẹ thấy thì cũng sợ. Thế thì kiểu ba mẹ có định hướng cho Ren theo một cái con đường khác trước đó không? Oh yeah, there was many. Lúc đầu thì vào cấp 3 thì Ren rất là thích học sinh. Xong học hóa nữa. Chemistry and biology. So you're a nerd. I was a nerd at math. I was really good. At math. At math, yeah. Xong rồi cái cấp 3 thì thích học sinh và học hóa thì lúc đấy là bố mẹ kiểu à thích học sinh và học hóa thì thằng này có vẻ là nó sẽ trở thành dược sĩ. Medical field. Yeah. Something like that. And then I was like, okay, let's do dược sĩ. And my family was like, you know, they have a history of like a bunch of dược sĩ in a house. Oh, là nhà Ren làm kiểu theo cái ngành y là ngành y và dược, yeah. Mọi người biết Tâm Bình không? Tâm Bình. Yeah. Oh my god, is it đau lưng mỏi gối tê tai bà lơ cơ gác nghe mê Tân Bình? Yeah. Là đó đó hả? So Phong tuyên thất bà rằng it's my grandma. Okay. And Tâm Bình is my cô. Là cái brand đó là của nhà Ren đó hả? Của cô của Ren. Oh shit. Bởi vì nó đã gia truyền ý. Thì Phong Tuyết Thất Bà Rằng was the first one and then it transferred to my... Đâu luôn, mỗi gói tay tay bà có gói. Yes. Okay. That's how I know Tâm Bình. Wow, yeah. Shit. So yeah, my family is like toàn dược sĩ. Dược sĩ thôi, cho nên là... Và cũng... kiểu học vấn rất là cao ấy. Nói chung là một gia đình giáo dục... Tri thức. So, mọi người expect Ren là cũng... I mean, bản thân Ren cũng expect Ren là sẽ theo cái ngành dược, đúng không? Tại vì half. Half. Yeah, because, you know, like your family is doing it. Gia đình thì ai cũng gọi là rất là học vấn rất là cao. Người thì giáo sư, người thì tiến sĩ, người thì... làm trong ngành dược, người thì làm nhà khoa học. Thì mình cứ nghĩ là con đường mình chắc là cũng về đấy thôi. Cũng như vậy. Nhưng mà mình phải bẻ, nhưng mà lúc ấy là đang trong đầu là bẻ lái sang một bên khác rồi. Bên nghệ thuật là hoàn toàn khác luôn á. Thực ra thì bên nghệ thuật thì mọi người ít người biết cái này. But then my grandpa from my mom's side. So all the dược sĩ and tiến sĩ is from my dad's side. Ồ, là bên phía nội. Bên nội là theo dược, còn bên ngoại. Bên ngoại thì là... ủa là toàn nhạc sĩ. New information again là bên ngoại là toàn nhạc sĩ. Oh. Yeah. My grandpa was a singer. Ah. Yeah. And but then đến đời mẹ của Ren và cả bố Ren luôn là kiểu làm những công việc khác hẳn gia đình luôn ý. Oh. Mẹ Ren là giáo viên. Oh, còn ba. Còn ba Ren là my dad thì làm về vật lý.
đến khi nào là ba mẹ đã bắt đầu kiểu gọi là bị thuyết phục là this is legit passion của Ren và nó đúng? It's during lớp thì cuối gần là gọi là những cái tháng cuối của lớp 12 luôn. Khi mà bạn bè đã chuẩn bị sang gọi là orientational, định hướng nghề nghiệp ý. Thì lúc đấy là Ren tập trung nhất vào khâu sáng tác và sản xuất. Thì lúc đấy là I was like skipping all those things. I would just focus on finding deals, những cái nhãn hàng làm để làm quảng cáo ý. And so I got some deals and I was just making music for them. I was bán đứt nhạc. Đến một cái giai đoạn là I opened a show. We got like a bunch of like artists ở Hà Nội all in that show. So it was a very big show. And Ren dùng tiền túi của Ren cùng với thằng bạn save up. Thì đợt đấy là Ren có lãi một tí. Nhà lúc đầu mình không nghĩ là có lãi. Nhưng mà làm xong cái show, bán hết vé các kiểu thì it was a good show. And we got lãi. Thì cái lãi đó Ren mang về nhà. And then I give it to my dad. Oh. As in like, oh, I told my dad like, look at this money. So this is what I've got from what I do. So I think at first my parents thought like, như kiểu là mình đi làm cầm đồ. Mình đi kiểu làm giang hồ. Bán đồ. Giang hồ. Xong mình kiếm được tiền ấy, ở đâu ra tiền thì I was just, you know, focusing on finding deals, yeah, to make money. So I was trying to show them, oh, I can make money out of this music stuff. Yeah. Thì sau cái show đấy, I invited my dad to the show. Oh, shit. I called my dad like, hey, out of nowhere, I'm having a show. Would you like to come? I could organize it. And he was really surprised. And yeah. And later on, it just, you know, it naturally gọi là convinced him. And I naturally just persuade him to... Nhưng, okay. Là có nghĩa là I think that was the bước ngoặt. Sau khi cái show đó là ba đã bắt đầu là tin tưởng mình hơn. Nhưng mà có khi nào là kiểu... It was not enough. Tôi cũng nghĩ vậy. Và kiểu cái lúc mà bố mình không support mình như vậy, có khi nào mình giận ba không? Có chứ. Thật ra thì cái thời đấy mình cũng không hiểu tại sao mình phải giận. Mình không hiểu tại sao mình lại phải không giận. Bởi vì là he's not supporting, he's not being supportive. He's cursing me out. He's like, you know, parents, Asian parents. Nó cũng không có những cái lời khuyên mà cho mình để kiểu mình là giúp mình ấy. Mà nó more chửi nhiều hơn. Thì they don't have any other ways to gọi là help. Hiểu. Or like any good advice. Kiểu phụ huynh ở Việt Nam á, nhiều khi là cũng muốn hướng con mình đến một cái đường nó an toàn hơn á. Cho nên là nhiều khi là không có lắng nghe con của mình. Cái điều mà con của mình muốn, hay là giúp nó để nó gọi là tìm ra cái con đường thật sự mà nó muốn. Tại vì cái con đường kiểu như là mọi người thường nghĩ là làm nghệ thuật hay là làm gọi là một cái gì đó nó khác biệt á. Khác biệt với cái mà mọi người vẫn thường làm, thì ba mẹ sẽ kiểu bị lo lắng và cũng kiểu không có muốn con mình nó risk cái việc đó. Tại công việc này đâu có steady đâu. Kiểu mình cũng không có một cái cách nào để thuyết phục bố mẹ là ở đây là nó steady. Bởi vì thực chất, thực tế mà nói thì nó cũng không steady lắm. Công việc nó không steady. Thực sự luôn, có show thì có, không có thì thôi. Có điều thì có, không có thì thôi. Thì trong lúc mình không có thì mình làm gì? Thì that's what parents think. They want, I think they want something that's stable that actually gets you income like that. Every day go to work, like something like that. Khi mà mình nghỉ học, mình kiểu gọi là mình thoát ra khỏi cái gọi là cái community đó, thì mình sẽ gặp những cái người trong cuộc đời á, trong cuộc sống của mình á. Mình gặp những người khác luôn mà that's how I got to meet Khang. Khang is, you know, he was my manager and now he's in the same company that in MonoX. Thì cái lúc đấy Khang cũng bằng tuổi Ren luôn, đi học kiểu lớp 12 everything. Thì Khang nó cũng là một thằng hay cúp học. Nhưng mà cái mà nó đấu tranh đó là đi quay phim. So his passion was just, you know, being a director. And he was really good at it. And he's, lúc đấy Ren cúp học thì nó đã lên đại học rồi. Nó đang học trong BUV. Xong rồi seeing that I'm making music and everything, he helped me out. And he took me places. He connected me with a lot of people. Xong cái Khang nó làm cái first MV for me. Which is Fever. He did Fever. He directed it. So yeah, I went out of my bubble and I met a lot of people who would treat me like I'm an artist.
it would treat me like I have something to offer instead of like, oh, who's this kid and like he's cúp học. Yeah. Còn những người mà họ cái tư duy của họ với mình là oh, I want to do something with this kid. Instead of like, oh, that's the kid that cúp học, you know. Bởi vậy mình cũng muốn gọi là mọi người xem cái video này á, và mọi người sẽ có một cái suy nghĩ thoáng hơn về cái việc là cái việc đi học. Again, không phải là rủ mọi người cúp học hay gì hay bỏ học hay gì hết, chỉ đơn giản là nếu mà mình có một cái passion và mình có một cái plan, obviously là khi mà mình nghỉ học thì mình sẽ biết mình muốn gì và mình gọi là plan out, okay, if I want to do this, what am I gonna do? Có nghĩa là mình sẽ làm gì thay thế cái việc học trong trường. Mình vẫn, like you say, vẫn phải viết nhạc, vẫn làm nhạc. Và Thư thì I don't know. Đó chứ rồi mình cũng đi làm, save tiền để mình làm business. I like business. So kiểu I don't know, there's many things to do. Exactly, there's a lot of things there's to do out here. There's many things to do. Cho nên là nếu mà bạn có một cái passion, hay là bạn đang stuck ở giữa cái việc gọi là, nếu mà bạn đang đi học không phải là vì bản thân á, bạn vì gia đình hay là vì kiểu như là xã hội mà gọi là phải học ra được, phải làm này làm kia, trong khi đó là cái điều đó bạn không muốn, thì tôi nghĩ là you have another option. Yeah, you have options. Uh-huh. I got options. Mình đang trên cái con đường, cái giai đoạn gọi là mình you know, your career is going up, right? Thì có khi nào mà những cái người xung quanh nói với Ren là Ren không có dành thời gian cho họ không? Yeah, a lot. A lot. Mình không có dành thời gian cho những thứ mà đối với người ta là đối với người ta họ rất là quan tâm ấy. Nhưng họ quan tâm đến những cái thời gian chất lượng đấy với mình mà mình lại không đáp ứng cho được cho người ta. Thì cái đấy Ren gặp rất là nhiều, đến từ mọi phía luôn. Bởi vì là mình bận thật và mình không biết nói, nhiều khi mình không biết nói với họ là mình cần thời gian riêng, mình cần không gian riêng, mình không biết nói như nào, bởi vì đối với họ thì họ luôn nói là, nghĩa là họ luôn nó có một cái câu là nếu mà bạn thực sự yêu một cái gì đó thì mình sẽ bạn dành sẽ thời gian, nhưng mà cái điều đó nó không đúng. Điều đó nó không đúng cho những người mà see the dilemma, because khi mà mình tập trung quá vào một cái gì đó, mình tập trung vào cái đam mê, mình tập trung vào cái con đường mà mình đang xây dựng, những cái gì mà mình đang cố gắng gọi là có hoàn thành, thì nhiều khi mình sẽ absent, mình sẽ vắng mặt khỏi những cuộc vui, những cuộc chơi, những cái cuộc gọi là dạo, những cái cuộc trò chuyện mà đối với mình thấy nó không cần thiết. Mình không cố nạp bản thân vào những cái cuộc vui và những cái cuộc trò chuyện mà nó không, mình cảm thấy là mình không giúp ích cho mình ấy. Thì mình tự gọi là mình tự né. Và bạn Ren thì cả có cái đợt đầu thì không hiểu và cũng thấy là chắc. Ren vắng mặt rất là nhiều, khoảng thời gian rất là dài Ren vắng mặt chỗ này chỗ kia, xong rồi không đi chơi nữa, chỉ tập trung vào bản thân mình. Mình tập trung hơn vào những công việc của mình. Đúng rồi, cái việc mà mình tập trung vào bản thân mình kiểu cũng phải tập trung thật sự hoàn toàn những cái thời gian của mình vào cái tương lai của mình và vào những cái mà điều mà mình đam mê mà. Cho nên là nhiều khi là cũng mong mọi người là hiểu cho mình. Tại vì có những người bạn ngày xưa là mình cũng hay đi chơi với họ, hay hang out với họ này nọ, nhưng mà tự nhiên đùng một cái mình, you know, cut it là và mình chỉ tập trung vào công việc thôi. Không phải là mình đang ghét quan tâm họ, không phải là mình ghét họ, hoặc là không phải là mình thấy là họ nhàm chán hay gì kia. Chỉ là mình tập trung vào mình và cái năng lượng của mình và những cái mà mình thật sự gọi là it makes you feel good, so you just do what you do, hiểu đúng không? Đó, để nói cho mọi người là kiểu tụi mình cũng nói chung là cũng lớn hết rồi á, cho nên là bắt đầu phải tập trung vào công việc và tập trung vào bản thân, cho nên là nhiều khi mình absent, mình không có mặt ở đó, nhưng mà mình vẫn gọi là mình vẫn quan tâm, you know, mình vẫn quan tâm, mình vẫn check on each other, mình thỉnh thoảng mình gặp nhau. Mình Ren rất là tôn trọng cái việc là mọi người có không gian riêng của mình và mọi người tự live life the way you want, and I don't always have to be there with you, you know. Mà gặp nhau thì vẫn chào hỏi bình thường thôi, chứ đâu phải đúng rồi. Tại vì kiểu như là bây giờ Ren cũng gọi là giống như Ren nói là mình đi diễn nhiều, mình gặp nhiều người quá, mình cũng có rất là nhiều những cái mối quan hệ mới và những cái mối quan hệ cũ và nhiều thứ mình phải keep up. Và like you said, sometimes we don't have the energy for that. Yeah, we don't.
We don't. Và mọi người cũng phải biết thông cảm cho những người mà có những cái công việc nhá, mà nó bắt buộc mình phải đi gặp rất nhiều người. Và khi mà về đến nhà mình không có cái năng lượng mà mình gọi là bảo tồn cho bản thân, nó còn không có. Thì lấy đâu ra năng lượng mà để đi gặp người này người kia, nói chuyện này nói chuyện nọ. Nhưng mà Ren có một cái Ren hiểu ở những cái người mà cảm thấy là mình không đang dành thời gian cho họ ấy, là bởi vì là họ chưa thực sự hiểu mình, họ chưa thực sự hiểu cái đam mê của mình. Và nhiều khi họ nghĩ là họ thân với mình nhưng mà họ không thân với mình đến như vậy. Bởi vì nếu mà họ thực sự thân với mình thì họ sẽ hiểu là cái thời gian mà mình dành ra để mình đi làm những cái công việc của mình vắng ngoặt chỗ này chỗ kia, và họ sẽ support cái điều đó. Thì mình đến Ren nghe rất nhiều câu mà not everyone who come with you will go with you, right? So if they come but they don't understand you, the path is not right. You would definitely would organically separate. Cái câu một thứ là kiểu như every relationship ends somehow. Yeah. Nghe thì có vẻ như là rất là tiêu cực á, kiểu như là mọi cái mối quan hệ nó sẽ kiểu như là nó sẽ gặp nhau cái điểm vậy, nhưng mà kiểu nếu mà hai bên đều không grow cho một cái path thì sẽ kiểu như nó đi xa á. Cho nên là nếu mà những cái người bạn ngày xưa hay là những cái người bạn bây giờ, nếu mà trong tương lai mình không có keep update hay là hiểu nhau á thì sẽ rất là dễ để mà rất là dễ bay grow different path. Cho nên là còn hiện tại thì sao, bây giờ Ren đã có một cái gọi là cái group bạn hay là cái circle của Ren chưa? Ren luôn có một cái group bạn mà đi với mình từ Hà Nội. Từ Hà Nội vào Sài Gòn. Bây giờ cả team bay vào, nguyên team vào Sài Gòn luôn. Và làm việc chung hả? Không làm việc chung thì cũng chơi với nhau, cũng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Thì mọi người vẫn, những cái người đấy là những người gọi là thân nhất với Ren, thì họ hiểu rõ ràng là như người bạn thân của Ren tên là Daisy, I told you. Thì đang ở Hà Nội thì hai đứa có khi không nói chuyện với nhau tức 5, 6 ngày, 7 ngày, 1 tuần, 2 tuần, nhưng mà khi gặp nhau cái là rất là vui vẻ và hiểu rõ được cái growth, cái sự trưởng thành của nhau. Đấy là cái mà Ren rất là quý từ những cái relationship của mình. Có một cái mà Thư cảm nhận được là nãy giờ nói chuyện với Ren á, là cảm nhận được Ren là một cái người rất là hiền. Mà kiểu nếu mà cảm giác như là có một cái vấn đề gì đó, Ren sẽ không có nói để làm tổn thương người khác. Đúng không? Nếu mà những cái lần mà mình bị tổn thương, bị người khác tổn thương ấy, thì mình sẽ làm thế nào? Ren không phải là một người dễ bị tổn thương. Thế là mọi người nói cái gì với mình? Mình phải có cái boundaries không? I don't have a boundary. That's okay. Yeah. Thế là Ren, mọi người nói gì Ren cũng không tổn thương cho lắm. Đến khi mình gọi là, đến khi nó không bao giờ bực hả? No. Khi mà mình tức khó chịu, mình khó chịu thì Ren không có expressive. Mình không nói. Nếu như vậy thì mình cứ giữ trong lòng vậy hả? Vậy làm thế nào để người kia biết được là mình đang khó chịu? Normally thì Ren cảm thấy cái gì mà nó không được suôn sẻ, hoặc là nó không tốt, nó không theo ý mình, hoặc là nó đang hơi bằng một cách nào đó offending me, then I'll tone it down, I'm gonna stay calm first. Xong rồi mới mình suy nghĩ nhiều về, tức là Ren suy nghĩ nhiều về cái động cơ của họ hơn là tại sao họ lại phải làm như thế. Tại sao phải không nghĩ về những cái gì mà họ đang nói, mà Ren nghĩ về cái động cơ của họ. Và tại sao họ lại phải đạt đến cái mức là phải nói như thế với mình. Thay vì là mình phản ứng ngay lập tức ở cái thời khắc đó, nên mình sẽ suy nghĩ lâu hơn về cái vấn đề, mình suy nghĩ lâu hơn về cái khoảng khắc đó. Nếu vậy thì Ren có nói với họ về những cái mà họ làm Ren khó chịu không? Hay là cứ giữ trong lòng? Mình suy nghĩ nhiều ấy. Mình suy nghĩ nhiều thì là mình không... có lúc nói, có lúc không. Hầu hết thì không. Hầu hết thì giữ trong lòng rất là nhiều. Không có thổ lộ ra là tao đang bực, hoặc là không phải bực mà tao đang khó chịu, tao muốn mọi chuyện như này, tại sao mày lại làm như này. Nếu mà mình không làm như vậy thì lỡ người ta cross cái boundaries của mình và người ta làm tổn thương mình đấy. Tại vì nếu mà không nói thì làm sao mà người ta biết là người ta đang làm cho mình tức giận được. Đấy là một cái vấn đề mà Ryan gặp phải là cái lúc đầu mới vào đấy. Nó là một cả một cái chuỗi vấn đề luôn. What the? I personally met with my team.
khi mà Ren vào Sài Gòn, Ren gặp Kendall này, những cái người quản lý, những cái người mà làm việc chung với mình, lúc đó mình phải có cái trách nhiệm với người ta, cũng như là họ có trách nhiệm với mình. Thì lúc đấy cái conversation nó chuyển thành từ làm thế nào để tạo ra sản phẩm đúng ý nhất, nó chuyển thành tại làm thế nào mà tạo ra sản phẩm đúng ý nhất và hài lòng everyone in the team. Mình có một sản phẩm mà mình cũng hài lòng, người bên team của mình cũng hài lòng. Ren có phải là cái tiếp người mà kiểu muốn làm hài lòng mọi người? I do. Yeah. Oh, you're a people pleaser. Deep down, I know I'm like a people pleaser. Cause I, you know, deep down, it's like, what is people pleaser? It's just for me, simply, I want to see people happy. I want to see like một cái năng lượng tích cực nó phát ra từ mọi người, mà có thể đến từ cái nụ cười của mọi người, mà đến từ cái việc mà mọi người enjoy what they're doing with me hoặc là xung quanh. Đấy thì mình thấy mình muốn là mọi người happy xung quanh. Nhưng thì đổi lại thì mình lại không muốn là làm những việc mà nó ảnh hưởng đến cái năng lượng của mọi người. Đó là một cái kiểu như là nó conflict á, kiểu như là mình muốn làm mọi người happy mà mình cũng muốn happy. Mình cũng muốn happy, yeah. You know, cho nên là nhiều khi là cũng phải But I want to say something. Ừ, nói đi. Like cái việc mà mình đối với Ren thì khi mà Ren làm việc ở trong một cái môi trường như thế này, Ren cảm thấy là nếu mà bạn cứ phải cọc hoặc là khó chịu với những người làm xung quanh ấy thì it's gonna make it hard for everybody. And not just you, but it's for the people you're working with. Nói chung là Thư là cũng cái kiểu người là nói chung là tại vì cũng ngại mà mình nói về những cái vấn đề. If there's a problem, it's hard to bring it up, đúng không? Cũng khó mà nói, nhưng mà dạo gần đây thì gọi là học được một cái cách khi mà mình teamwork. Ý là vẫn phải nói cho người ta biết để fix the problem hay là có một cái gì đó mình cảm thấy chưa vừa ý hay là nói chung là just like feedbacks instead of a criticize. Mình nói không phải là mình criticize người khác, mình không phải mình đánh giá hay là mình bắt lỗi người ta. Kiểu như có một cái gì đó thì mình okay, what's the solution and how to fix that, thì mình sẽ cố gắng để mình share nhiều hơn về cái feeling của mình để cho mình không phải là cái người mà bị gọi là tự dằn vặt mình á, với những cái suy nghĩ của mình ấy. No, yeah, exactly. That is something I've learned recently too. Học được cái đó đó. Học được một cái gọi là nhìn vào cái lợi ích chung của cả nhóm. Cho nên là phải share nha má. Phải share, đúng rồi. Phải share là cảm giác như thế nào, cảm thấy là nếu mà có thể nói một cách dễ chịu, dễ nghe thì mình nói thôi. Yeah, that's why now we know that Ren is very dễ thương, very nice và muốn mọi người happy. I do. Yeah, it sounds like a bad term, people pleaser. But it's a good term. I mean, to nói chung là it's good if it has boundaries. Yes, yeah, there you go. Tại vì people pleaser thường á, nói chung là Thư cũng khá là nhây. Nói chung là gặp nhiều people pleaser rồi, tại vì Thư I'm friends with a lot of them as well, because I used to be one. Có nghĩa là mình nghĩ là mình làm như vậy sẽ giữ cái mối quan hệ nó không bao giờ nó có cái xung đột, hay là mình nice là nó sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà if there's no boundaries là mọi người sẽ tự tách luôn ấy. Mọi người sẽ tự kiểu như là for sure. Yeah, they don't know the problems. Hôm nay gặp Ren ở đây là Thư với Ren cũng đã nói về rất là nhiều cái topics, interesting topics. Một cái cuộc nói chuyện cũng khá là không phải là không có ý nghĩa. Có ý nghĩa mà. Cũng nghĩa dễ thương mà. Ha. Đúng rồi. Cũng I know more about you, I guess. Yeah. Đúng không? Mọi người cũng biết về Ren nhiều hơn và biết về cái suy nghĩ của Ren và cái cách Ren you know, just being you. Yeah. If you wanna show up again or something thì mình có thể kiểu như là maybe là ra nhạc mới hay là có vấn đề gì mà Ren lâu quá không có một cái cuộc trò chuyện kiểu fun hay là like meaningful thì maybe you just come here and we can talk. Yeah, that's about it. Sẽ là đêm khuya cùng Liêu Thư. Đêm khuya lên night show. Nên uống rượu say cái xong ngồi nói tào lao ấy. Được, hay. Maybe là mình có thể change format all the time mà làm mấy cái gì đó vui cũng được. Thank you for this. Thankful for you. Thank you too. For being here. Yeah. Chúc Ren càng ngày càng thành công. Thế thôi, không cần nói nhiều. Chúc Ren chúc Thư ngày càng thành công. Chúc chúng ta.
chúng ta. Let's do this, guys. Let's do. Chúng ta làm thành công. Cố lên. Gì má? Ê, sáng mà thôi. Xong, rap lại nha mọi người ơi. Thank you. No, thank you. Vui lại. Hay mà, cái này là cuộc nói chuyện này hay mà.